Hello, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Slenderina The School. Đây là một tựa game bóng ma trong trường học. Ok. Và các bạn cùng mình giải mã tựa game này xem như thế nào. Đầu tiên thì mình sẽ đi bên này đi. Một món đồ đầu tiên. Let's go. Ok, mình sẽ sang dã 50 kia. Món đồ thứ hai. Oh my god. Ok, và bây giờ thì mình sẽ lên trên tầng 2. Let's go. Phòng bếp. Ok. Wow. Rất là tối luôn. Các bạn phải đi xung quanh. Đôi lúc là nếu mà không để ý là các bạn sẽ không nhìn thấy đâu. Rồi. Tiếp tục sang dãy hành lang bên kia. Let's go. Mình sẽ lên trên này xem có gì không. Đây rồi. Sau đó thì các bạn sẽ phải xuống dưới tầng cuối cùng. Ở đó có một căn phòng. Và các bạn mở ra. Let's go.
Rồi và còn một món đồ nữa, khi đủ 8 món đồ các bạn sẽ lắp vào đây. Sau đó các bạn lại đi tìm lại xem một món đồ nữa vớt ở đâu, rồi rớt ở chỗ nào. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang thời gian thứ hai. Let's go. Cái này cần phải có một chiếc chìa khóa. Rồi ok. Nhìn đúng như Slenderman luôn. Ok. Trong này có một chiếc chìa khóa. Và đây là chiếc chìa khóa để các bạn vào trong căn phòng này. Tiếng đàn quạ, không biết ở đâu. Ok, sau đó thì mình sẽ vào trong căn phòng. Vào trong ngôi nhà này nào. Let's go. Cái này thì cần một chiếc búa. Đây rồi. Sau đó các bạn lại quay lại đây. Ok, một chiếc chìa khóa bạc. Cửa bạc đây. Và đây chính là chiếc chìa khóa của nó. Oh my god. Cái này là con ma ngựa, chứ không phải là Slenderman. Các bạn phải đi tìm, sau đó lắp ghép cái đấy vào. Cũng lắp ghép cái này vào luôn. Các bạn phải tìm tất cả xung quanh. Khi tìm hết những căn phòng này, rồi các bạn đã đến tìm căn phòng tiếp theo. Ok, rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang đến cái tiếp theo. Đấy là một tựa game mà khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. Ok. Và tựa game mà này thì các bạn phải đi tìm 20 chiếc túi. Khi đủ 20 chiếc túi thì các bạn sẽ vào một căn phòng, một căn nhà màu trắng. Cánh cửa màu trắng đó thì khi đó thì các bạn sẽ thoát được khỏi đây nào. Ok. Và bây giờ thì các bạn cùng mình giải mã từ game này nhá. Let's go. Mà nó đang gần đây. Thank you.
Cho nó ra tầng hầm, mình sẽ lên trên tầng 2 này đi. Let's go. Còn hai túi nữa thôi. Mau xong cái này về tầng hầm. Cái này lại về tầng 1 rồi. Bây giờ mình đã xuống tầng hầm thôi. Wow, nó đang ở đây. Mình sẽ trốn vào trong này. Oh my god, nó lại xuống tầng hầm rồi. Vẫn xuống tầng hầm. Rất khôn. Mình phải đợi nó xuống tầng hầm xong. Sau đó thì mình sẽ luồn lách để nhặt hai món đồ nữa. Ok, xuống nào. Mong sao không gặp nó. Đây rồi, chạy thôi. Oh my god. Đang đi chạy được bên kia. Ai ngờ nó bắt được nhanh quá. Không làm gì đâu. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ tư. How of Slender Villa. Let's go. Này thì các bạn phải đi tìm 8 món đồ, sau đó thì lại lắp vào 8 mẩu giấy, lắp vào một cái bảng ở trên tòa nhà đầu tiên lúc các bạn vào. Khi đó các bạn sẽ thoát được khỏi đây này. Oh my god. Vẫn chưa có một mẩu giấy nào. Mẩu giấy đầu tiên. Khi tìm hết ở tầng 1, sau đó thì bạn sẽ lên tầng 2 tìm tiếp.
khi hết tầng 1 các bạn sẽ lên tầng 2 tìm tiếp. Ở đây các bạn phải có chiếc chìa khóa các bạn mới mở cái này ra nhá. Và khi đủ 8 món đồ, 8 tờ giấy này thì các bạn sẽ ấn vào đây, nó sẽ mở ra cho các bạn. Ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang tiếng Anh. Granny Chapter 1. Không có gì đây luôn. Bà ta đã xuống đây rồi, chạy đó. Let's go. Granny Chapter 1 và Granny Chapter 2 thì mới update, thấy bảo sửa lỗi một số chỗ. Thì mình thấy đầu tiên thì đó là tốc độ đi nó chậm hơn bình thường. Và cái thứ hai thì nó sẽ đẹp hơn. Cái này thì nó đẹp hơn thật. Có điều là tốc độ đi chậm hơn bình thường nên cho nên là sẽ khó hơn bình thường các bạn nhá. Mình sẽ xem trong này có gì không. Bắn bà ta mà bà ta không bị gì. Bà ta vẫn kịp vụt mình. Tài thật. Oh my gosh. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ 6. Horror House. Đây là một tựa game mà cũng khá là khiếp các bạn nhé. Các bạn, nếu mà các bạn chơi tựa game này mà khiếp thì các bạn có thể cho nhỏ tiếng nhạc đi một tí. Rồi, let's go. Mở cánh cửa ra nào. Come with me. I will show you where I play hide and seek. Do you want to play hide and seek? You hide, and I'll find you. You're going to die in there. Okay. Thank you.
một tựa game rất là kinh dị luôn nha. Sau đó các bạn sẽ đi tiếp và tìm tiếp, rất là hãi luôn. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo, Horror House. Tựa game vừa rồi thì là Horror House 2 và tựa game này là Horror House 1. New game, let's go. Tựa game này thì nó sẽ tối hơn bình thường. Xem có cái gì có thể lấy không. Ok, đi tiếp tục vào. Đây là chiếc chìa khóa. Một căn phòng khá là tối. Rất tối tăm luôn. Đó, các bạn phải giải mã thì các bạn mới mở những cái cửa này ra. Cái này thì cần một chiếc chìa khóa này. Và phải giải mã ở trong này. Các bạn mới mở được cái cửa ra. Các bạn phải đi tìm. Tìm tòi lại. Và đây là một tựa game cũng khá là kinh dị các bạn nhé. Rất là khiếp luôn. Nếu bạn nào ưa cảm giác mạnh có thể chơi những tựa game như thế này. Các bạn phải tìm. Tìm lại. Ok. Rồi, và mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo. Cũng là một tựa game kinh dị. Demons. Ba lô. Wow, ok. Đầu tiên thì mình đang trong căn nhà này. Flatline đi. Rất nhiều ma giữ trong căn nhà này. Chuồn vào đây đã, tính sao? Rất là kinh hãi luôn. Oh my gosh. Một chiếc chìa khóa. Thank you.
Oh my gosh. Có một tựa game mà rất là kinh dị luôn. Sau đó các bạn sẽ đi tìm tiếp nhá, tìm tiếp tất cả mọi thứ. Đây là một tựa game khá là kinh dị. Ok, rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo. See you here. Play. One day. Let's go. Một chiếc đầm đi. Để các bạn đánh được hướng con Syria này. Sau đó các bạn sẽ ra chỗ trong tất cả những cái cánh cây này. Cái này nó gọi là như cả một vườn. Không biết trồng cái gì đâu. Nó sẽ đi theo máy bay. Wow. Và mình phi đúng cái chỗ mà mình đang muốn đi. Mình sẽ lóc vào đây xem như thế nào. Các bạn phải làm sao để tránh Siri hia, chứ không là khi bị nó phát hiện các bạn chạy cũng không kịp. Rồi ok. Nó vẫn đang ở đây. Nó đang gần một tòa nhà. Và các bạn chuẩn bị đến tòa nhà này. Ok, và các bạn phải giải mã cái này như thế nào? 6, 8 8 3 bằng 6 rồi. Cái này bằng 6, kết quả 6. 2 x 3 là 6, cái này như 2 đi. 2 cho vào đây. 4 này. 4 cộng với 2 bằng 6. Đây. Vậy thì tất cả cái đỏ này là 2. Thì cái này sẽ là đỏ là 2, vàng thì là 4 chỉ 2 bằng 2 rồi, xanh lam là 5, và cái này thì là 3. Ok rồi, sau đó các bạn sẽ đi tìm và giải mã hai ngôi nhà nữa thì các bạn hoàn thành được chapter 1 này. Sao có đường nào đi không, bắt buộc phải đi đường cũ đây. Và phải tìm một con đường mới chỗ này. Không phải, đây là đường cũ rồi. Đó, các bạn cứ đi tìm 3 tòa nhà nữa, 2 tòa nhà nữa. Rồi các bạn sẽ giải mã 2 cái câu đố như thế là các bạn sẽ hoàn thành được. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo. Xin kính chào. How a pro. Let's go. Ở tới cái này thì coi như là các bạn đi qua đây thì chiếc xe của các bạn đã bị hỏng.
và các bạn phải vào trong ngôi nhà này xem có ai không, các bạn sẽ nhờ giúp. Thế là nhờ khi vào trong tòa nhà thì các bạn đã gặp Sirihir và đã bị ông ta bắt mất. Ok. Lush. And friendship class. Ông ta đang canh trường ở bên ngoài. Giờ thì mình sẽ chạy ra đây. Ok. Let's. Rồi. Và việc đầu tiên thì mình sẽ chạy vào cái điểm dưới kia. Ta đâu, rất là tối luôn, rất khó nhìn. Chạy vào đây, lấy chiếc chìa khóa. Ok, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game ma tiếp theo. 4. Oh my god. Không kịp nhìn luôn. Bởi vì cái này rất là nhiều nơi mà con ma nó sẽ xuất hiện, cho nên các bạn phải nhìn cố gắng thật bao quát. Ok. Oh my gosh. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Mr. Grandi. Đây là một tựa game nói về một ông bán thịt heo. Ông ta rất là hung dữ. Và các bạn đang ở trong một căn phòng của ông ta. Sau đó các bạn sẽ có tìm cách để thoát khỏi ngôi nhà của ông ta. Oh.
rất là bẩn thỉu và nhìn mặt mũi ông ta rất là kinh dị, rất khiếp sợ và kinh dị luôn. Ở đây xem có gì không. To. Oh my gosh, bị đẩy ra này. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.